phục đi chữa cháy, mặc đồ nào, ôi khó quá. Tớ sẽ đổi thêm chiếc mũ nữa. Ôi không, đợi em với. Yêu đi chữa cháy thôi nào. Nhanh lên, tôi sẽ giúp bạn. Đừng sợ, tôi đã đến đây rồi. Em có sao không? Em không sao. Đến nơi rồi, mau chữa cháy. Giờ mình cần phun nước nhé. Hãy sẵn sàng tạ ơn nốt. Ồ không, em ăn nhầm nút rồi. Nhanh lên chữa cháy thôi nào. Nhanh lên tôi sẽ giúp bạn. Nhanh lên mau phun nước thôi nào. Em có sao không? Em không sao. Tớ đã làm không tốt lắm, thật là buồn, xin lỗi nhé. Tớ không thể nào giúp nữa, nên tớ sẽ đi về. Cháy! Ở đây có cháy! Cháy rồi! Khẩn cấp à! Tớ đây ngay! Đừng sợ, tôi sẽ giúp bạn. Nhanh lên, tôi đến đây rồi. Mình cần dùng bình chữa cháy, nhanh lên nào! Hãy xem tôi chữa cháy này. Thật tuyệt vời. Cảm ơn lính cứu hỏa Timmy. Cảm ơn.